xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 đang học trên kênh truyền hình Hưng Yên. Cô xin tự giới thiệu, tên cô là Trịnh Thị Bích Hằng, giáo viên trường trung học cơ sở Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong buổi học ngày hôm nay. Để có một giờ học bổ ích và có hiệu quả cao, cô dành cho các em một khoảng thời gian là 15 giây để chúng ta chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập. Nào, các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu vào buổi học nhé. Ở buổi 5 và buổi 6, các em đã được học về thấu kính phân kỳ và nghiên cứu về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em vận dụng các kiến thức cơ bản của buổi 5 và buổi 6 vào để làm bài tập về thấu kính phân kỳ. Đó là bài số 7, bài tập về thấu kính phân kỳ. Đương nhiên, để làm được các bài tập về thấu kính phân kỳ, thì chúng ta phải nhớ được các kiến thức cơ bản của buổi 5 và buổi 6. Chúng ta sẽ vào cùng nhau vào phần 1 La Mã là kiến thức cần nhớ. Một nhỏ, đặc điểm của thấu kính phân kỳ. Cô yêu cầu các em trong khoảng thời gian là 1 phút, các em hãy liệt kê ra giấy nháp cho cô các đặc điểm của thấu kính phân kỳ mà chúng ta đã học. Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian là 1 phút. Cô tin rằng trong thời gian vừa rồi các em đã liệt kê đầy đủ được các đặc điểm của thấu kính phân kỳ. Sau đây các em hãy quan sát lên màn hình đối chiếu kết quả của các em với kết quả của cô. Đặc điểm của thấu kính phân kỳ thì gồm có 3 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, đó là thấu kính phân kỳ là một khối chất trong suốt, có phần rìa dày hơn phần giữa. Đặc điểm thứ hai là chiếu chùm tia sáng song song tới thấu kính, ta sẽ thu được chùm tia ló là chùm tia phân kỳ. Đặc điểm thứ ba là khi chúng ta nhìn dòng chữ trong trang sách qua thấu kính phân kỳ thì chúng ta sẽ thấy rằng là dòng chữ nhỏ hơn so với khi nhìn trực tiếp. Trên đây là 3 đặc điểm của thấu kính phân kỳ. Chúc mừng các em đã có kết quả đúng. Đơn vị kiến thức thứ hai chúng ta cần nhớ đó là đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kỳ. Nào, cô yêu cầu các em nhớ lại cho cô xem hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kỳ là hai tia sáng nào. Đúng rồi, tia sáng thứ nhất đó là tia tới quang tâm thì cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. Các em lưu ý, tia tới quang tâm thì cho tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. Tia thứ hai đó là tia tới song song với trục chính thì sẽ có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F. Và các em lưu ý là phần kéo dài của tia ló chúng ta phải biểu diễn bằng đường nét đứt. Và đơn vị kiến thức thứ ba các em cần nhớ đó là đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ. Vậy các em hãy nhớ lại cho cô xem ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ có đặc điểm như thế nào. À đúng rồi, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ luôn là ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Chúng ta sẽ sang nội dung đơn vị kiến thức thứ tư, đó là cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ. Và các em nhớ rằng là ở cấp trung học cơ sở thì chúng ta chỉ nghiên cứu trường hợp vật sáng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Vậy các em hãy quan sát lên màn hình. Muốn dựng ảnh của một vật sáng AB có mũi tên vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ, trong đó điểm A nằm trên trục chính, ta dựng ảnh của điểm sáng B bằng cách sử dụng hai tia sáng đặc biệt mà chúng ta vừa ôn lại. Cụ thể, tia thứ nhất là tia tới thấu kính song song với trục chính, cho tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm. Tia tới thứ hai đó là tia tới thấu kính đi qua quang tâm, cho tia ló truyền thẳng không bị đổi hướng. Và các em lưu ý cho cô, giao điểm phần kéo dài của hai tia ló là ảnh B' của điểm sáng B. Từ B' hạ đường vuông góc cắt trục chính tại điểm A'. Khi đó A'B' sẽ là ảnh của AB. Và một điều nữa cô muốn lưu ý với các em đó là A'B' tạo bởi thấu kính phân kỳ là ảnh ảo thì phải được biểu diễn bằng đường nét đứt. Đó. Vừa rồi chúng ta đã ôn lại 4 đơn vị kiến thức cần ghi nhớ trong bài 5 và bài 6 mà các em đã nghiên cứu ở tiết trước.
Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các nội dung kiến thức cơ bản mà chúng ta vừa ôn lại để sẽ sang phần 2 La Mã, đó là bài tập. Chúng ta cùng nhau sang phần 2 La Mã là bài tập. Các em hãy nhìn lên màn hình. Câu 1. Hãy ghép mỗi phần A, B, C, D với một phần 1, 2, 3, 4 để hoàn thành, để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. Cô yêu cầu các em làm trong khoảng thời gian 1,5 phút, thời gian bắt đầu. Nào, chúc mừng các em. Cô tin rằng là các em sẽ làm tốt được câu hỏi này. Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình để đối chiếu với kết quả của cô. A. Thấu kính phân kỳ là một khối thủy tinh có hai mặt cầu lõm hoặc một mặt cầu lõm và một mặt phẳng. Ý A ta ghép với 4. B. Đặt một cái cốc rỗng trên một trang sách rồi nhìn qua đáy cốc, ta thấy các dòng chữ nhỏ đi, đáy cốc đóng vai trò như một thấu kính phân kỳ. B. Ta ghép với ý 3. C. Trục chính của thấu kính phân kỳ là một đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc theo đó không bị lệch hướng. C. Ta ghép với ý 2. D. Quang tâm của thấu kính phân kỳ là một điểm trong thấu kính mà mọi tia sáng đến điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng. D. Ta ghép với ý 1. Chúc mừng các em đã có kết quả đúng. Chúng ta sẽ tiếp tục sang câu số 2. Câu 2. Chiếu một tia sáng đến quang tâm O của một thấu kính phân kỳ thì tia ló ra khỏi thấu kính sẽ A. Song song với trục chính. B. Truyền thẳng theo phương của tia tới. C. Có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F. D. Đi qua tiêu điểm F. Nào các em hãy nhớ lại tia sáng đặc biệt tới thấu kính phân kỳ. Đúng rồi, chúc mừng các em đã chọn phương án B là truyền thẳng theo phương của tia tới. Chúng ta tiếp tục sang câu số 3. Câu 3. Chiếu một chùm tia tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính phân kỳ. Thu được chùm tia ló ra khỏi thấu kính là chùm tia A. Phân kỳ và không đồng quy. B. Hội tụ và không đồng quy. C. Phân kỳ và có đường kéo dài đồng quy tại tiêu điểm F. D. Hội tụ và có đường kéo dài đồng quy tại tiêu điểm F. À, đây cũng là tia sáng đặc biệt tới thấu kính phân kỳ. Chúc mừng các em đã có phương án đúng là phương án C. Chúng ta tiếp tục sang câu số 4. Câu 4. Đặt một vật trước thấu kính phân kỳ, ta thu được ảnh A. Thật ngược chiều nhỏ hơn vật. B. Thật ngược chiều lớn hơn vật. C. Ảo cùng chiều lớn hơn vật. D. Ảo cùng chiều nhỏ hơn vật. Nào, chúng ta nhớ lại tính chất ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ để lựa chọn phương án đúng cho câu 4. Đúng rồi, chúc mừng các em đã chọn phương án D. Chúng ta tiếp tục sang câu số 5. Chúng ta chú ý nhé, câu 5. Phát biểu nào đúng? A. Thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ đều cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ đều cho ảnh ảo lớn hơn vật. C. Thấu kính hội tụ cho ảnh ảo lớn hơn vật, thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. D. Thấu kính hội tụ cho ảnh ảo nhỏ hơn vật, thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo lớn hơn vật. Đúng rồi, chúc mừng các bạn đã có phương án C là phương án đúng. Chúng ta nhớ cho cô thấu kính hội tụ cho ảnh ảo lớn hơn vật, còn thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. Chúng ta cùng nhau tiếp tục sang câu số 6. Đặt một chiếc bút trước một thấu kính, đặt mắt sau thấu kính, ta thấy một ảnh nhỏ hơn chính chiếc bút. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Ảnh của chiếc bút là ảnh ảo, thấu kính là thấu kính hội tụ. B. Ảnh của chiếc bút là ảnh thật, thấu kính là thấu kính hội tụ. C. Ảnh của chiếc bút là ảnh ảo, thấu kính là thấu kính phân kỳ.
D. Ảnh của chiếc bút là ảnh thật, thấu kính là thấu kính phân kỳ. Để làm được câu hỏi này, các em hãy tập trung vào cụm từ đặt mắt sau thấu kính. Hãy cho cô biết, khi chúng ta đặt mắt sau thấu kính thì ta sẽ nhìn thấy ảnh thật hay ảnh ảo? À đúng rồi, cảm ơn các em. Khi chúng ta đặt mắt sau thấu kính thì chúng ta sẽ thấy ảnh ảo. Và cái ảnh ảo này lại nhỏ hơn chính chiếc bút. Vậy thì nó chính là thấu kính phân kỳ. Rồi, chúc mừng các em đã có phương án đúng, đó là phương án C. Ảnh của chiếc bút là ảnh ảo, thấu kính là thấu kính phân kỳ. Chúng ta tiếp tục sang câu số 7. Câu 7. Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 12 cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 18 cm. AB có độ cao có ký hiệu bằng H và cao 6 cm. Ý A của câu 7 yêu cầu như sau: dựng ảnh A'B' của AB qua thấu kính, nhận xét đặc điểm của ảnh. Ý B, tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh. Bây giờ cô yêu cầu các em trong khoảng thời gian 1 phút chúng ta tóm tắt nhanh đầu bài của câu 7. Rồi, các em nhìn lên màn hình nhé. Cô tóm tắt nhanh này. Tóm tắt này, thấu kính phân kỳ cho tiêu cự OF bằng 12 cm. OA là khoảng cách từ vật đến thấu kính bằng 18 cm. AB là độ cao của vật ký hiệu bằng H và bằng 6 cm. Yêu cầu của câu 7, ý A là vẽ ảnh A'B' của AB, nhận xét đặc điểm của ảnh A'B'. Câu B, cô xin lỗi, ý B, chúng ta tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và tính độ cao của ảnh. Nào, bây giờ trong khoảng thời gian 1 phút các em sẽ áp dụng hai tia sáng đặc biệt tới thấu kính phân kỳ để chúng ta dựng ảnh A'B' của AB tạo bởi thấu kính phân kỳ. À, cô tin chắc rằng thời gian vừa rồi là các em sẽ dựng được đúng ảnh A'B' của AB tạo bởi thấu kính phân kỳ. Mời các bạn hãy đối chiếu với hình vẽ của cô ở trên màn hình. Câu A ta có hình vẽ như sau. Để dựng ảnh A'B' của AB tạo bởi thấu kính phân kỳ, chúng ta sẽ áp dụng hai tia sáng đặc biệt tới thấu kính phân kỳ. Tia sáng thứ nhất là tia tới từ B đến quang tâm O của thấu kính, cho tia nó truyền thẳng theo phương của tia tới. Tia sáng đặc biệt thứ hai là xuất phát từ B song song với trục chính của thấu kính phân kỳ, cho tia nó có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F. Và cô lưu ý với các bạn là cái phần kéo dài của tia ló này chúng ta vẽ bằng đường nét đứt. Và giao điểm của hai tia ló là ảnh của điểm B là B phẩy. Từ B phẩy ta sẽ hạ đường vuông góc xuống trục chính, cắt trục chính tại A phẩy. Khi đó ta sẽ được A phẩy B phẩy là ảnh ảo của AB tạo bởi thấu kính phân kỳ. À, chúc mừng các bạn đã có cái câu A, chúng ta vẽ hình đúng. Chúng ta sẽ tiếp tục sang câu B. Trước khi sang câu B, chúng ta còn một ý nữa của câu A là nhận xét đặc điểm của ảnh A'B'. Vậy A'B' ở đây là ảnh ảo, đúng không nhỉ? A'B' là ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và chúng ta thấy là nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang ý B của câu 7. Đó là chúng ta tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là OA phẩy, OA phẩy. Và chiều cao của ảnh là A phẩy, B phẩy. Chúng ta sẽ vận dụng kiến thức hình học vào để chúng ta làm câu B. Các em sẽ quan sát lên hình vẽ. Cô sẽ hướng dẫn các em làm câu B nhé. Nào, từ hình vẽ chúng ta dễ dàng thấy rằng tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B'. Từ đó chúng ta sẽ có tỷ số đồng dạng là OA trên OA' bằng AB trên A'B'. Và cô ký hiệu đây là đẳng thức số 1. Tương tự như vậy, cô cũng có tam giác
O, I, F đồng dạng với tam giác A phẩy, B phẩy, F. Từ đó cô cũng có tỷ số đồng dạng là O, F trên A phẩy F bằng O, I trên A phẩy, B phẩy. Các em nhìn thấy hình vẽ này. Và ở đây chúng ta thấy là tứ giác A, B, I, O là hình chữ nhật. Nên ta sẽ có O, I bằng A, B. Vậy cái tỷ số này cô sẽ thay như sau. O, F trên A phẩy F bằng A, B trên A phẩy, B phẩy. Và cô sẽ ký hiệu là đẳng thức số 2. Từ đẳng thức số 1 và đẳng thức số 2 ta sẽ được O, A trên O, A phẩy bằng O, F trên A phẩy F. Các bạn lại tiếp tục nhìn đến hình vẽ. A phẩy F thì bằng O, F trừ đi O, A phẩy. Vậy cô sẽ thay thế bằng O, F trên O, F trừ đi O, A phẩy. Và chúng ta sẽ thay số vào cái đẳng thức này là sẽ được như sau. Cô thay OA bằng 18cm, OF bằng 12cm, ta sẽ được 18 trên OA phẩy bằng 12 trên 12 trừ đi OA phẩy. Cô dành cho các em thời gian 45 giây để chúng ta tìm cho cô xem đáp số OA phẩy bằng bao nhiêu. Chúc mừng các em đã có kết quả đúng. Ta sẽ suy ra được OA phẩy bằng 7,2cm. Vậy là chúng ta đã tìm được khoảng cách từ ảnh A phẩy B phẩy đến thấu kính phân kỳ. Đó là O A phẩy bằng 7,2cm. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta còn lại là chúng ta sẽ đi tìm chiều cao của ảnh A phẩy B phẩy. Nào, từ đẳng thức số 1, ta thay O A phẩy bằng 7,2cm, O A bằng 18cm, A B bằng 6cm vào đẳng thức số 1. Chúng ta sẽ được 18 trên 7,2 bằng 6 trên A phẩy B phẩy. Và từ đó dễ dàng các em tính được A phẩy B phẩy bằng 2,4cm. Vậy chúng ta sẽ có đáp số như sau. Ý A, A phẩy B phẩy là ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. Ý B, O A phẩy bằng 7,2cm. Ý C, A phẩy B phẩy bằng 2,4cm. Vậy ở đây chúng ta thấy là A phẩy B phẩy cao 2,4cm là nhỏ hơn chiều cao của vật AB là 6cm. Vậy cái đáp số ở câu A này, chúng ta thấy chưa? Đấy, đối chiếu với đáp số ở câu A. Vậy vừa rồi là chúng ta đã đi làm một bài tập tự luận về thấu kính phân kỳ. Và các em lưu ý, cái bài về tập về thấu kính phân kỳ như này, chúng ta khi chúng ta làm bài kiểm tra mà là những cái bài tập tự luận thì chúng ta sẽ trình bày như thế này. Và các em lưu ý, vì thấu kính phân kỳ chỉ cho một ảnh ảo cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính, nên chỉ có cho một trường hợp duy nhất là trường hợp này. Vậy thì các em lưu ý cho cô đẳng thức số 1 và công thức OA trên OA phẩy bằng OF trên OF trừ đi OA phẩy. Chúng ta tiếp tục quan sát lên màn hình. Đấy. Lưu ý với các em, cô nhắc lại, vì thấu kính phân kỳ chỉ cho ảnh ảo cùng chiều với vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính, nên chúng ta sẽ luôn có cái công thức số 1, đó là OA trên OA phẩy bằng OF trên OF trừ đi OA phẩy. Công thức số 2 đó là OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy. Tại sao cô lại lưu ý với các em hai công thức này? Để giúp các em làm các bài tập trắc nghiệm khách quan đối với những câu yêu cầu tính khoảng cách từ vật và ảnh đến thấu kính phân kỳ, hoặc chiều cao của vật và ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ, hoặc là tìm tiêu cự của thấu kính phân kỳ. Đấy. Còn nếu là bài tập tự luận thì chúng ta sẽ trình bày tương tự như câu số 7. Còn bài tập trắc nghiệm khách quan thì chúng ta áp dụng luôn hai công thức này để làm cho nó nhanh. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái phần lưu ý này của cô để chúng ta sẽ làm câu số 8. Nào, các bạn cùng nhau quan sát lên màn hình nhé. Câu 8. Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự F bằng 12cm. Đặt trước thấu kính một vật sáng AB vuông góc với trục chính. A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 36cm. Ta thu được ảnh A phẩy B phẩy. Ý A yêu cầu chúng ta tìm khoảng cách từ ảnh A phẩy B phẩy đến thấu kính là khoảng cách nào trong 4 phương án A, B, C, D. Ý B, khi cho chiều cao của vật bằng 1cm thì độ cao của ảnh A phẩy B phẩy
tạo bởi thấu kính phân kỳ là bao nhiêu trong 4 phương án này. Cô dành cho các em thời gian 30 giây để chúng ta áp dụng công thức lựa chọn cho cô phương án đúng. Nào các em nhìn đây, cô lại nhắc lại. Chỗ này cô phân tích cho các em thấy này. Vì thấu kính phân kỳ chỉ cho ảnh ảo cùng chiều với vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính, nên chúng ta sẽ có OA bằng OA phẩy. Cô xin lỗi, OA trên OA phẩy bằng OF trên OF trừ đi OA phẩy. Vậy ở đây chúng ta sẽ thay, chúng ta phân tích câu 8 xem trong cái công thức này đầu bài cho đại lượng nào. À, đây chúng ta thấy là cho tiêu cự bằng 12 cm, vậy ta sẽ thay OF bằng 12. Đặt trước thấu kính một vật sáng AB cách thấu kính 36 cm, vậy là đại lượng OA. Vậy ta sẽ thay OA bằng 36 và OF bằng 12. Ta sẽ được một đẳng thức mới. Đó là 36 trên OA phẩy bằng 12 trên 12 trừ OA phẩy. Và chúng ta sẽ tìm được đáp số khoảng cách từ ảnh đến thấu kính phân kỳ là OA phẩy bằng 9 cm. Chúc mừng các em đã có phương án đúng, đó là phương án D. Tương tự như vậy, với công thức OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy, chúng ta cũng thay số được 36 phần 9 bằng 1 phần A phẩy B phẩy, và từ đó dễ dàng tìm được A phẩy B phẩy bằng 0,25 cm. Chúc mừng các em đã có phương án đúng, đó là phương án A. Đấy. Vậy là chúng ta thấy là qua cái câu số 8 này, nếu các em nhớ được hai công thức này thì sẽ rất có lợi cho chúng ta trong cái việc lựa chọn các phương án đúng của các câu trắc nghiệm trong những cái bài tập tương tự như câu 8, và giúp ích cho các em rất nhiều trong cuộc thi vào lớp 10 trung học phổ thông tới đây. Sau đây chúng ta sẽ sang phần 3 la mã là bài tập tự luyện. Tương tự như câu 7, các em hãy làm cho cô bài tập số 1. Vật sáng AB cao 5 cm, đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ cách thấu kính 50 cm, cho ảnh cách thấu kính 20 cm. Ý A, dựng ảnh A phẩy B phẩy của AB qua thấu kính. Ý B, tìm tiêu cự của thấu kính và chiều cao của ảnh A phẩy B phẩy. Đây là bài tập số 1, là bài tập tự luyện. Bài tập số 2. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ, cho ảnh nhỏ hơn vật 3 lần và cách thấu kính 10 cm. Ý A, tìm khoảng cách từ vật đến thấu kính. Ý B, tìm tiêu cự của thấu kính. Hai bài này chúng ta sẽ làm tại nhà. Và cô cũng muốn chia sẻ với các em, các em có thể tìm hiểu ứng dụng của thấu kính phân kỳ trong thực tiễn, như ở đèn pha, ô tô và xe máy, hoặc là ở mắt kính cận, hoặc là ở lỗ nhỏ gắn trên cánh cửa ra vào nhà để quan sát người bên ngoài, vân vân. Các em có thể tìm hiểu ứng dụng của thấu kính phân kỳ này qua những thông tin của người lớn này, hoặc là trên mạng internet. Yêu cầu thứ hai các em cần làm khi chúng ta sau khi chúng ta là học xong cái bài tập về thấu kính phân kỳ này, đó là các em sẽ làm bài tập 47.1 đến 47.12 trong sách bài tập trang 95 đối với các bạn đang học sách mô hình hiện hành. Còn đối với các bạn học sách mô hình mới thì các em sẽ hoàn thiện cho cô các bài tập phần C, sách khoa học tự nhiên lớp 9 tập 2 trang 135. Và để cho buổi học buổi thứ 8 chúng ta học cho nó tốt, kết quả cao, thì yêu cầu các em đọc và tìm hiểu trước bài mắt sách giáo khoa trang 128 và sách khoa học tự nhiên 9 tập 2 trang 139. Muốn làm được cái bài tập số 1 này thì các em lưu ý là chúng ta phải phân tích cho cô đầu bài, xem đầu bài cho những đại lượng nào và yêu cầu tìm đại lượng nào. Cụ thể ở đây, vật sáng AB cao 5 cm. À, vậy là bài tập cho chúng ta biết chiều cao của vật bằng 5 cm. Tiếp là cách thấu kính 50 cm. Vậy đại lượng nào bằng 50 cm các em? À, đó là đại lượng OA bằng 50 cm. Đúng không nào? Cho ảnh cách thấu kính 20 cm. Vậy các em hãy suy nghĩ cho cô xem cái cụm từ là cho ảnh cách thấu kính 20 cm này thì là cho đại lượng nào? À đúng rồi, đó chính là OA phẩy.
Câu A, chúng ta dựng ảnh A', B' của AB qua thấu kính thì chúng ta sẽ vận dụng hai tia sáng đặc biệt đối với thấu kính phân kỳ. Câu B, tìm tiêu cự của thấu kính và chiều cao của ảnh A', B'. Vậy chúng ta còn nhớ là gì nhỉ? Cô đã hướng dẫn rồi, đối với những cái bài tập tự luận thì chúng ta sẽ làm tương tự như câu số 7. Bởi vì sao? Bởi vì thấu kính phân kỳ chỉ cho một trường hợp duy nhất, đó là ảnh ảo cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Đối với bài số 2 thì các em lưu ý này, vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ cho ảnh nhỏ hơn vật 3 lần. Vậy cái cụm từ cho ảnh nhỏ hơn vật 3 lần như thế này thì chúng ta sẽ hiểu thế nào? À đúng rồi, đó chính là gì ạ? H phẩy bằng 1/3 H, hay chúng ta hiểu là A phẩy B phẩy bằng 1/3 AB. Hay có thể là ta hiểu là A phẩy B phẩy trên AB bằng 1/3, đúng không ạ? Tiếp tục này, và cách thấu kính 10 cm. Vậy cách thấu kính 10 cm là đại lượng nào? À đúng rồi, đó chính là đại lượng OA phẩy, là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Và câu A, chúng ta tìm khoảng cách từ vật đến thấu kính. Câu B, tìm tiêu cự của thấu kính. Thì bài số 2 này cũng tương tự như câu số 7, chỉ có cái là câu hỏi nó hơi khác nhau một chút, đúng không nhỉ? Đấy. Cô mong rằng là từ câu số 7 về nhà các em sẽ làm được bài số 1 và bài số 2. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào các em và hẹn gặp lại.